Ok, hello, chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog của anh em chúng tôi. Hôm nay anh em chúng tôi đi lên cái khu này, cái khu hậu đôi này. Lâu lâu anh em đi giải trí một tí. Ao đôi. Ao đôi. Ở trên thị trấn Á Quê chúng tôi á, anh em chúng tôi sẽ vào đây để coi thử có con cá nào bự bự không. Câu nếu câu không có thì anh em mình vào mình mua luôn cho nhanh. Làm cái món ẩm thực khổng lồ cho anh em xem nha. Hình như trong quán này có mấy con cá bự lắm, để vô coi thử có cá nào. Mời anh em đi theo anh em chúng tôi để đi chơi cùng anh em chúng tôi nha. Có cá bự không? Ồ, có này. Có nào không? Coi thử các bạn. Từ từ để mình nhìn thứ nào bạn. Đụng nước, đụng nước, đụng nước. Em coi thử. Đâu? Chói quá. Để cho anh em xem. Con gì nó bự khủng khiếp vậy? Bạn lấy cái con cá theo ra mình vớt lên coi thử các bạn. Bạn lựa cho bạn bắt được không? Làm y như bồ chao luôn á. Ôi vui già. Ở đây cá trê mà người ta cái đây khủng mà người ta rộng ở đây lâu năm rồi nè. Bên đây nha bạn. Bà bên đây nãy mình thấy có con. Từ 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 bạn để mình coi. Ê, có ba ba nữa. Ba ba có ba ba không? Ba ba sao nó chui vô cái lỗ này rồi. Đâu, bắt ba ba luôn coi. Ui. Ba ba đâu? Chui bạn bắt tay được không? Bắt lên coi thử bự không bạn? Bự không? Nhỏ quá. Ui coi cá nó bơi kìa. Mình mới thấy con. Ui, bạn vớt thử con lên coi thử bạn. Ui nó bự. Bự lắm. Bạn theo nó bạn. Nhìn cái gì có mập luôn á. Wow, xuống bắn mặn lội xuống bắn bở luôn đi. Bạn theo con cái đi kia được không? Trời khô máu. Có ướt đồ. Thánh đầu trọc bên này bị bệnh cho nên mới đi giác hơi về. Phải mặc áo rộng. Ui vua. Ui. Bạn có mấy ký? Bạn độ nó mấy ký? Có 3 4 kg. 3 4 kg hả? Nghĩ con này cũng thay chà bá mà. Con cá đầu bự. Ui dù già sao nó nằm im nó hiền queo vậy? Vô giờ nó mới nằm không? Nó hiền queo vậy. Rồi bưng lên cho chị với ẩm thực đi. Con này được chưa? Chị chủ quán ơi. Đây, con cá khổng lồ đây. Em bự cái con bự nhất. Bà chị ra mắc cười quá, bà kêu là anh em mấy người ăn, kêu hai người, bà kêu sao hai người mà chơi. Hai người mà chơi ẩm thực khổng lồ vậy. Bà xem thường thánh ăn đầu trọc dữ ta. Nhưng mà sau khi clip này bà sẽ biết tốc độ ăn của thánh ăn đầu trọc. Bà lật đâu hả bà? Bà cụ bà bao nhiêu tuổi rồi bà? Con thấy bà về con vẻ già quá vậy. 90. Bà 90 rồi hả? Wow, mà còn bà đây con đón bà nha. Bà chắc 80. Không, để tôi. Hả? Bà 87 tuổi. Không, 80. Không phải hả? 80 rồi. Còn bà đây bao nhiêu tuổi? Gần em ơi. Chị, bây giờ nha, để em coi con cá đây, con cá. Xách con cá lên cho nó quay. Bạn cầm lên, bạn cầm cá lên rồi coi đây. Chị, vậy con cá này là hai bên hai tè, cho chị không nó bé không nó bán. Ui, còn nó cầm đúng tè. Nó bán đúng cái con tè đó. Bán là sao nó tông vô cái tay mình á? Cạnh đây nó vô cái tè mình. Còn như nó sưng tè đó. Đó, đó. Ui, mạnh. Chị ơi, căng thứ mấy cái vậy? Cầm cái căng ra coi. Chị ơi, cho em hỏi cá trê là ở dưới hồ mình chị, người ta câu lên rồi người ta để đây phải không? Rồi chị rộng lâu chưa? Rộng lâu là cá nó sạch rồi nó ăn ngon đúng không chị? Nó mạnh ghê. Còn đâm lũng tay nha thánh đầu trọc. Không sao, nó không chi nhà cá mà không sao. Mạnh lắm đó nha, nó mạnh lắm đó nha. Nó không gì đâu. Ui, được, đừng chơi nữa. Mạnh quá. Mạnh quá. Ui, thôi bạn, nó mạnh lắm, nó đâm đúng tay á. Coi đâm đúng tay là khẩu luôn á. Đâu, ui. Quá phê. Rồi hôm nay anh em mình sẽ chơi ẩm thực món này nha anh em. Rồi đem vô nhà hàng để cho nhà hàng làm món cho mình nha. Bạn đem cho bạn. Bà độ con cá này bao nhiêu ký bà? 3 ký. 3 ký hả bà? Dạ để từ. Dạ không sao, lúc em là thánh mà chị chưa biết thánh hả? Thánh. Lúc con thánh ăn mà. Căng đầu chạy bỏ căng em căng thử. Đây.
đưa ra em coi thế nào. Chị kêu đầu bếp từ Dubai về nha chị. Chị kêu đầu bếp Dubai về nấu đồ em ăn nha. Đầu bếp xịn nhất quán á nha. Nếu không có thì để luôn em vô luôn nấu luôn cũng được. Để càng nhỏ xíu sao càng đựng cá này. Để từ mình tắt ra đã, thôi khỏi. Mình dẹp cái pha ra hành động đây mau. Để cho chủ quán tăng ăn, mình đừng có giết chóc thôi đi bạn. Để chủ quán làm. Ok, hello chào anh em. Sau thời gian 2 tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn, nướng cá này lâu quá, cá này 3 kg hơn hay sao á. Cuối cùng bây giờ đã chín rồi, đói bụng sáng giờ, giờ tầm 12 giờ rồi. Cũng tới giờ ăn. Anh em thấy không? Đây là cái mâm đặt cá lên. Ở dưới là hai cái, đây là hai cái bếp. Cái bếp này còn nóng luôn anh em. Nhiệt độ nó tóc nó bốc lên làm cá nóng luôn, ngon hấp dẫn lắm. Thôi chờ lâu quá thôi. Mời anh em thưởng thức cái món ẩm thực này nha anh em, cùng với Thánh Ăn Đầu Trọc. Tôi chỉ đứng ở ngoài tôi quay thôi, dù thèm lắm rồi nhưng mà đứng ngoài quay thôi. Bạn, mời bạn bắt đầu chiến thôi. Mời tất cả 60.000 anh em đăng ký kênh mình nha. 67.000 chứ, hôm nay được 67.000 người đăng ký rồi. Rất cảm ơn anh em. Đây cả nhà. Ngắm hoa lại rơi. Nóng. Cá trê lòng nem. Con này lòng nem à. Còn cái lòng nem sớ thịt nè. Đang để mình coi bạn. Chắc dài lắm. Béo mà dài. Bạn làm liền cho anh em thưởng thức. Mời. Như thế nào bạn? Mời anh em. Đo giòn. Thịt dài. Thơm thơm mùi xả không bạn? Mình đứng mình quay mình thấy mùi xả. Có xả nó không tanh. Có trê là tanh lắm. Ngon, nhìn ngon. Theo ý kiến riêng mình thì mình nghĩ là cá trê ăn ngon cá lóc mọi người ơi. Mình vẫn thích ăn cá trê hơn. Ui chù chà, nhìn con cá nhà hàng này nấu làm ngon quá. Anh em thấy nước sôi không? Hai cái lò ở dưới nó làm nước nó sôi lên, lúc nào con cá nó cũng nóng luôn á. Dầu á. Nhà hàng này bữa nay làm một cái cách như thế này mình thấy là rất là hay nè. Ủng hộ nhà hàng này á. Nhà hàng này là nhà hàng ao đôi ở ngoài quán ao đôi câu cá giải trí. Ở ngoài Thanh nha mọi người. Đã.
Ngon ghê. Ngon, ngon, đúng rồi. Nghĩ sao cá người ta làm tới 2 tiếng đồng hồ mà không ngon. Mắm bánh nó làm, người ta làm bánh chua ngọt cũng ngon lắm. Ừ. Có ngon. Cái bếp nó sôi sùng sục lên nhìn phê quá. Hôm nay anh em mình tiếp tục chơi mini game nha anh em. Nhưng mà trước khi chơi mini game mình cảm ơn tất cả anh em đã bình luận rất nhiều trong video của mình. Mình rất thích đọc bình luận các bạn. Một ngày có thể là kênh của mình tầm cỡ 1.000 đến 1.500 bình luận. Rất nhiều bình luận nhưng mà mình vẫn thức tới 1-2 sáng để mình đọc hết bình luận của anh em. Đôi khi là mình chỉ thả tim thôi, mình không thể nào bình luận hết được. Sắp tới thì mình sẽ có thêm cái team của mình, những người bình luận là gọi là team của Sơn Dược Vlog anh em ạ. Cái kênh nào mà tên là team Sơn Dược Vlog là những người trong team của mình đang hỗ trợ mình để quản lý những cái bình luận. Những người đó là chuyên gia trả lời bình luận, anh em cứ bình luận thoải mái, lúc nào mình cũng đọc. Và có những người cộng tác hỗ trợ mình, người ta sẽ vào luôn luôn trả lời những bình luận anh em trong vòng 24 giờ thôi nha mọi người. Mình thấy món này cũng không hấp dẫn so với mình cũng ít thích ăn cái món này lắm. Ngon lắm. Đã. Ui du da. Ui cá nó dai ghê ha. Cá trê này độ dai nó cao ghê ha. Ủa néo. Ngang ngửa với niệm chim đan. Ui đã. Hấp dẫn. Anh em mình chơi mini game thì mình like lẫn nhau, bình luận nào anh em thấy hay thì mình cứ like sang kể lẫn nhau cho vui anh em. Ngon. Mình like lẫn nhau ta tạo sự cộng đồng nó hấp dẫn. Phê quá. Cá nó không bốc hơi lên luôn kìa. Quá ngon. Thèm quá anh em ơi. Cá sọ dài dữ ta. Nó bị mà nó không đi rồi. Bị được bạn, bị đi bạn, được đúng không? Ồ nhìn cái sớ thịt con cá trê này mọi người. Con cá trê này hồi nãy mình được anh đầu bếp nói là anh sẽ ướp gia vị là sả và ớt là gia vị chính. Còn những cái gia vị kia là phụ thôi. Và thêm cái dầu hạt điều nữa làm con cá nó đỏ lên, rất đẹp. Con cá này nướng trong vòng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng nha mọi người. Đã. Món này mình có vẻ mình rất tâm đắc luôn á, ngon. Có vẻ hơi thèm. Con cá này 3kg mà 3kg hơn nhìn cũng nhỏ không có to lắm này. Thường thường người ta nướng cái giòn có cá mà xong quán nướng giòn giòn không cá nướng lâu bạn, nướng thời gian lâu nhưng mà nướng than lửa than riu thôi. Bữa ăn hai có lép không bạn, còn có là có là ngon hơn. Không có lép nướng cá giòn đấy. Chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi. Anh em ơi, chịu hết nổi rồi anh em ơi. Mình không thể cứng lại được nữa. Anh em xin phép anh em nha anh em. Mình kết cái da nó hồi nãy giờ rồi á, mà chưa dám. Bạn ơi cho miếng mắm bạn. Xin lỗi anh em chịu hết nổi. Nước nè, có nước nè. Vô mắm nè. Trời ơi. Nói với bạn là không có gì nó tuyệt vời hơn cái lúc này luôn. Má tuyệt vời. Má bị bệnh sao ăn nhiều có bị sao biết. Hôm nay Thánh Nam đã bị bệnh mới đi cào gió về. Mới đi giãn hơi về. Má này bị nhiễm nước. Mới đi giãn hơi vào sáng. Gần hết mất rồi. Nhanh quá vậy. Cái đầu dở lắm bạn. Đừng ăn cái đầu nha. Cái đầu để mình ăn giùm cho. Đầu bạn mới bị bệnh, ăn cái đầu nó bệnh á. Để cái đầu đi. Cái đầu bạn mới bệnh, ăn cái đầu cái trê nó dễ bị nhiễm bệnh á. Hầu giờ không biết á. Bây giờ hướng đi á. Bị nhiễm thương hàng á bạn, dễ bị nhiễm thương hàng lắm. Má mình nói vậy á. Thương hàng hay thương nàng?
Đã. Anh em ơi, mình chịu hết nổi rồi. Xin phép anh em mình phải vô mình chiến với Thánh Long Trọc, cho Thánh Long Trọc ăn hết. Con cá nướng trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà nếu mình chờ nữa thì lâu lắm. Nha mọi người, thông cảm mình một xíu nha. Tôi sẽ để một mấy cái xương để bên đây, chút nữa hai lên tôi về nấu một nồi canh chua ăn tiếp. Canh chua à, bữa còn khé, nó bánh ngọt này. Ừ, muốn ngọt dễ mà, muốn đường nhiều muốn ngọt nha. Trước có nhà kìa khổ, mẹ mua con cá về rồi phải làm đủ món hết, làm con cá về rồi phải là nấu canh trước, xong rồi vớt con cá ra chiên, chiên xong rồi khô hay lại không là ba món hả? Ừ, chiên không ngon hả? Khô xong rồi chiên chiên là ngon cái như không khô ấy hả? Chiên không khô hả? Không khô sao nó chín nát rồi thôi. Vậy món chiên làm sao ăn? Ừ? Đâu ăn được món chiên đâu? Không được, màu con có cát làm hai rồi. À, chiên nữa con nữa hả? Ừ. À. Có được nấu canh nữa, ngọt nữa. À. Cá gỗ đi. Hai bữa năm làm bữa tiếp ăn cá gỗ đi. Cá gỗ thôi à. Mình cũng có biết vậy, nướng đàng hoàng luôn. Mấy anh miếng ở đây kia luôn. Xưa người ta khổ ăn cá gỗ á, nhà khổ á, người ta không có đoạn ăn người ta cá gỗ á, rồi là làm xong con cá chăn mấy mà con ăn nóng hết cái chấm bút hoài á. Rồi bữa nào làm món ốc xào đi, cũng như là bạn thấy mấy người xem clip á, anh em mình không, nhiều người là có nhiều người ăn cơm được, người ta bưng những cơm không người ta ăn, người ta nhìn ăn á, người ta dùa cơm người ta ăn ổng ơi quá à, có mấy người bữa nói tao vậy á, bỏ kêu là đói bụng, thấy ăn là đói bụng phải giả nước miếng hay cầm một tô cơm ăn kèm nữa à. Cái dạng bà bị biến ăn á, lười ăn. Bị gì về ăn là đi ăn đầu heo đúng không? Ừ. Lớn mà cũng bị biến ăn. Dạng đủ nhỏ biến ăn quýnh nó khai. Bị lớn cũng làm gì làm. Ok anh em, trời nó ăn tay bài quá anh em. Nó dở anh em chứ mình ăn cá, ăn về mình ăn hoang dã, ăn tay nó ngon chứ ăn đũa nó lâu á. Mình xin đóng clip tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em xem clip mình tới lúc cuối như thế này. Không biết anh em nãy giờ có tua không? Chắc tua dữ lắm hả? Thôi chào tạm biệt anh em nha.